Trước thềm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, vào chiều nay, Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức gặp mặt, giao lưu trực tuyến với cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam đang tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Trong điều kiện khó khăn về dịch COVID-19 và khí hậu khắc nghiệt tại Nam Sudan, cán bộ nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam không ngừng nỗ lực với quyết tâm và tinh thần cống hiến cao nhất, góp phần lan tỏa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng bạn bè quốc tế. Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam đạt được những kết quả nổi bật như đã thu dung điều trị cho hơn 1.200 bệnh nhân ngoại trú, hỗ trợ bệnh viện bạn về vật tư y tế, đồng thời phối hợp cấp cứu, phẫu thuật nhiều ca khó, đặc biệt là đã cùng các đơn vị của phái bộ ngăn chặn kiểm soát được tình hình dịch COVID-19 tại địa bàn đóng quân. Đại diện Bệnh viện Quân y 175 gửi lời chúc tới cán bộ nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam năm mới bình an, dồi dào sức khỏe, đón xuân vui tươi, tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn để chăm sóc tốt sức khỏe cho bệnh nhân tại địa bàn. Dịp này, Bệnh viện Quân y 175 đã thăm hỏi, trao quà Tết tặng gia đình của cán bộ nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam.